cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng ma trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh hôn trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn nghĩa ngọt ngào. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của cặp loa JBL có model là L166. Cặp loa này được thiết kế một bát 30, một loa chung và một loa thép đôm, rất đẹp, rất sang trọng và đẹp mắt. 166 cho chất âm rất hay, đặc biệt tiếng bát rất mềm, rất nhuyễn và tiếng chép rất leng keng, rất bay bổng. Cặp loa này quý vị có thể ghép với các dòng âm ly của hãng Lukman hoặc Ma Răng. Ở đây tôi đang ghép cặp loa JBL L166 với chiếc âm ly Ma Răng 1150 MK2 mã. Hiện tại, cặp loa JBL L166 đẹp xuất sắc đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 33 triệu đồng và chiếc âm ni Ma Răng 1150 Mark 2 đang được bán tại đây với giá là 20 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua loa JBL và những chiếc âm ni Ma Răng, Lukman hoặc Acouphase, xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có con thương mẹ không? Hoa màu hồng vừa cài lên áo. Đây là e căng của cặp loa JBL L166.